Tibia. Ah, ya. Pobre, con él. Rồi, các bạn mở chọn đi. Mình chọn sao? Lại chưa, lại chưa được. Đang lại. Cứ như hôm qua tiếp tục thôi. Mình là Triệu Văn nhá. Mình là Triệu Văn được không? Đánh rồi không? Bạn cứ yên tâm để em. Alo đây cho anh đọc. Bác bỏ ăn quán trọng đi bác ơi. Ôi bác. Ôi. Bác sắp Omega cho mà. Nào có chi thế không? À nhỏ, thế Chị Văn đi đường đi Văn. Đi đường đi. Để thôi đi đường. Không cần đi dừng đâu. Mình cứ lên đây ở ngoài chơi. Ồ, đồ bạn lại cơ rong à. Dũng sĩ cơ rong à. Có mang ga. Ủa mới vô mà bắt Grab app à? Grab app tới bác luôn. Vâng, song song với mình là Văn Hệ Xỉn. Grab tùy chọn đường. Xong nha, đọc đi nào. Không khác. Ôi thằng nhìn Omega đường này hai người à. Ôi bốn em đau quá. Nào nào, ra đây, ra đây, ra đây. Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây, mày ra đây. Ui chạy. Ui 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 chạy. Nào, đập con vô đi nào. Ui bác kia dép, bác kia dép, bác kia dép, bác cả nắc, nắc. Ui bác nắc em. Thốn quá. Chắc thì về bơm máu này. Mày nhà anh đâu có ổ đâu. Ui 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 ui. Chết em. Vâng, em đã bỏ mày. Bỏ một lại một mình bác Văn Hệ Xỉn ôm trụ. Xuống thăm dò bác Grab nè. Ôi bác Grab đi với bác Phật à. Bác Grab cứ vào dừng ăn dừng đi. Ăn cái con bùa đỏ. Vậy thì để em đi farm cho. Em farm lụi cho. Ui con dòng này. Ở bác cái giác. Bác cái nắp. Bác cứ lan vang qua đây. Bác có 10 đây bác cái nắp. Bác có 10 đây bác cái nắp. Bác có 10 đây bác cái nắp. Bác cái nắp. Bác cái nắp. Bác cái nắp. Bác cái nắp chạy em quá. Ui bác cái nắp lừa em. Đứng lại cho em. Đứng lại cho em. Lôi ra nó. Tôi muốn tay để mình muốn tay mình. Mình là nắp. Lại.
Ba con mình trả thù được. Mẹ đi phiền thọ cảng á. Nào xuống thăm con làm cái nào. Bác cái giáp ơi, vô phụ nhìn lòng cái bác ơi. Nào mấy bác, anh lòng đi mấy bác. Ui bác, chụp eo vô rồi. Rồi, chạy đi anh em, chạy đi anh em ơi. Anh lòng vô bỏ chạy hết đi, đừng ai thích chạy đi. Ở lại không được đâu, ở lại không được đâu. Nãy nói rồi, chạy đường ai nấy chạy đi. Thế mà cứ xôn xôn vậy. Để bảo anh dòng xong là đường ai nấy chạy. Đường ai nấy chạy mà. Thế mà cứ xôn xôn con mét ở đấy. Nè, bắt cái nét để trụ kìa. Bắt cái nét để trụ. Bắt cái nét này. Đúng rồi, uống tiêu đi bắt cái nét. Khó uống tiêu. Uống tiêu mẹ. Nào, mình cũng lên đẩy cái trụ nào. Nào, đẩy trụ nó này nó đi. Bắt được bên kia là bắt bên hệt xịn, có vẻ mệt mỏi quá. Em phải qua em găng cho bắt bên hệt xịn. Ui, vậy mà ăn cũng được nhỉ. Hay lắm, bắt con đây, bắt con hay lắm, ăn luôn con rồng. Ăn luôn con rồng này nè. Rồi bắt thì nó xuống ô tay rồng này. Rồng này, rồng này, rồng này, cách lại đi xuống tham quan rồng tiếp nào mấy ba ơi. Tiếp tục là tiến tham quan nào. Nèo nèo vô, nèo vô, nèo vô, nèo vô, nèo vô. Nhéo giúp nè. Nhéo giúp nè. Nhéo giúp nè. Alo lại nha. Không cần đâu. Em đồng ý. Anh đồng ý nào mấy bác ơi. Rồi đường hai mấy về. Em phụ về trước đây. Nguy hiểm quá. Tình huống nó nguy hiểm lắm. Ui bác cái gì? Tỉnh lắc. Em cứ chạy dèo không? Mà chạy ngang qua mấy cái lần nữa là quái. Em đâu có thà lại. Nào nào nào, cút nghe cho anh thể hiện nào. Nào, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, bắt treo, nằm xuống. Ô, bác Omega này, bác Omega này. Bác Omega chạm nhau, bác Omega chạm nhau. Bác Omega chạm nhau. Nào, bác Omega phụ. Bác Omega phụ. Nằm xuống cho anh cho nhau, nằm xuống anh cho nhau. Chạy với nhau ạ. Ôi, bác mang ra kìa, bác mang ra kìa. Được rồi. Ui, chết em, chết em, chết em. Vâng, em đã bị trả thù. Chết mày rồi, đi vào nhà ơi. Để lên đây kìa mày nói với tao. Đúng rồi, lên đi. Lên đi, lên đi, bắt xoắn, lên đi. Bắt cái đéo bên đó kìa, bắt cái đéo này, bắt cái đéo này. Lão tây, em ăn như đúng rồi. Mày mày về nào, tao lên lại rồi. Rồi, bỏ dơ bác thằng quán, bỏ chạy. Dạ, bắt cái đéo của tao. Nào bây giờ tao em lên mày. Mày bác cứ nói cho em, mày bác cứ nói cho em. Chờ
hiệp. Cút kia tiếp là hiệp. Cút bùa cút kia tiếp là hiệp. Lên em thôi. Lên đi em. Bác dính phải bùa của bác đã nát lên nó. Nè, tập trung vào con dơ nè. Mày chết rồi. Ừ. Tao chết xuống dòng nào. Anh em xuống dòng nào. Anh em xuống dòng. Nào, xuống. Anh dòng. Ôi bác tưởng lôi được con dòng à. Ôi. Ôi thấy bác tên nát không kìa. Bác tên nát. Chứ bác tên nát. Bác tên nát thế nào cũng đuổi vô đây. Giờ ưu tiêu bác tên nát. Đấy bác tên nát. Không dám đâu. Anh em nhớ bảo vệ mình nhé. Nào, hiện nào, nào, nắm xuống. Cho bác dòng với nó nắm xuống. Ui, em bị bác tên nát kéo. Nắm xuống em, này nắm xuống em. Này đâu đấy, này thì đi đâu. Bác tên nát. Bác tên nát bên nó nắm xuống luôn. Rồi, bác tên nát. Bác tên nát nắm xuống luôn. Chắc toàn hỗ trợ, chả được sợ cuối đâu. Hỗ trợ thôi, nó làm gì nhiều. Này, ra đây xanh này. Mình combat như thế này rồi đi tìm. Hài lòng quá anh. Cảm ơn em ơi. Giờ này mà bác nghe Liễu Thiền đoán kinh công à? Kinh tưởng. Em ơi, ba cho bác kinh công cái thôi. Ba sẽ chết đi không được vui. Tính cái bạn Liễu Thiền. Lên hết rồi. Cô đi xài con này ulti ra ngoài. Nào, lên nào. Lên đi ơi, thấy chưa, thấy gì chưa? Rồi, bác là nhanh bị ulti à? Chờ đấy, bác em xuống anh. Ở đây, tao lô là hai người hút luôn. Cứu em cái bác rồi. Xuống nào, nhanh nào, nhanh nào, tốc độ nào. Nhanh nào, bác dọc, nằm xuống em. Nằm xuống, đúng rồi, nằm xuống, qua đây, qua đây, qua đây. Trời ơi, bác địch, nhẹ nhẹ, hoàn nhẹ. Nằm xuống em, nằm xuống em. Nằm xuống em, nằm xuống em. Nằm xuống em, nằm xuống, nằm xuống. Ui giời ơi, em chả ăn được mạng nào hết mấy bác ơi. Bác ngồi bậy quá. Bác đi dừng ngay từ đầu thì em để bùa cho bác ngay. Đã thấy thanh niên đâu mà gà, lãng vãng lạc mệt. Con mày ăn dòng nào mấy bác. Nhanh nào, đánh nhanh nào mấy bác ơi. Ui, một mình em đánh một con rồng. Lần này chết. Ra đây chết luôn. Ra đây mình lâu chó. Biết ngay mà ra đây chạy vào mình lâu chó. Người ta chạy đánh mà đâu chết là thằng đấy. Nên người ta phải chạy lòng vòng. Ai chạy chạy một đường thẳng thôi chứ. Anh em có mắt thua, thua là tại ăn chủ quân đi rồi này. Đi em lòng. Để nói vui, em đường ai đấy chạy. Chỉ có mắt là có mặt. Ôi ra đầu hàng vậy, cho mình nhục nhẹ vậy. Nào nào, về nào. Rồi để em lên thể hiện. Bác Liễu Thiền đi sau em nhá. Lên thể hiện nào. Nào nào nào. Nằm xuống mày, nằm xuống mày. Nằm xuống em mày. Gdf, gdf, bác gdf. Bác tưởng chạy gdf là nhanh lắm. Bác gdf. Bác gờ nhép đi đâu ấy? Bác gờ nhép đi đâu ấy? Xuống mặt mẹ Omega bên kia. Này, này thì chạy này, nằm xuống em này. Mình không mạnh, vậy mà tao hút thịt mày. À đây là đi từ rừng. À đây đi rừng, mày hút thịt, mày chết rồi. Tao hút thịt không thôi, mày sống rồi đấy. Ông cái thằng cái gì vậy? Ông cái thằng ra còn ngoài nghe thì tao không tìm ở đâu vào mà. Giờ thằng đi học là để chụp. Ê thằng đi đâu đi ra gì đâu mày? Chạy. Nào, đây nào. Chạy nó muốn. Ui chết. Chết 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 chết.
vào trụ. Cứu em. Hay quá. Hết máu rồi về nhá. Nào, phí lên nào. Nằm xuống đi em ạ. Nằm xuống đi em, đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Nằm xuống đi em. Ui mẹ bác à. Con bác được nhất. Đây tỉnh là bác nhanh quá. Ủa kéo à. Nằm xuống đi em. Đi. Để thấy bác ôm kìa. Nằm xuống em chạy à. Nó có mẹ rồi. Nó có cái thằng con dế rồi. Cái mùi xinh rồi. À nó đổ rồi. Tiến công. Rồi cho bác mai. Em không ai nữa. Để hết mai cũng được. Hết mai ra bác ơi. Ôi mẹ, rồi xong bắt được một thằng nữa đấy. Cho đèn quân đèn lấy đèn 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 Đi đấy, đi đấy các bác. Ủa, bác fit 1, em fit 2. Ba mà phải đẩy như vậy.